Hôm nay gia đình giáo xứ Lạc Thành, đặc biệt là gia đình nhà gái của chúng tôi rất là hân hạnh, hân hoan, vui mừng và rất là trân trọng được đón tiếp phái đoàn nhà trai từ giáo vận Hải Phòng hôm nay sang bên này để cùng với chúng tôi để dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đôi tân hôn. Xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Ôi vinh phúc cho người hằng sợ Chúa luôn, chinh chức bền tâm dõi hướng. Các con rất thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Vì người nào yêu thương thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Xin Chúa chúc lành mẹ Maria Thánh Phêrô, chúc lành cho tình yêu của con và tuôn đổ phúc lành và gìn giữ các con trong tình yêu của Chúa và tình yêu của nhau. Xin trân trọng cảm ơn. Vinh phúc thay người kính sợ. Bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự tin thuận của các con vừa bày tỏ trước mặt Thiên Chúa và Chúa và hằng đi trên.